cho cùng, tựa như vầng đông chan hòa suốt đời con. Linh hồn của An Công hôm nay đã được về với Chúa.
xin cho cô Âm Tôn được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nghe mắt tôi nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vâng tin và phụng sự Chúa đến ngày. Xin cho niềm hy vọng cày trong của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, đời khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn cố An Tôn. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là cố An Tôn được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chiều mưa sông, cha biến thành cánh bướm bay đi. Cha bay lên tìm về bên Chúa, cha bỏ đàn con mồ côi. Tim con đau thắt nỗi nghẹn ngào, rưng rưng mi ướt hoen lệ trào. Trên lòng nhìn cha bước theo tiếng Chúa gọi từ trời cao. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước thiên đàng dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin phải lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài. Đau lòng kẻ làm con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chơi vơi khi bóng hồn cha sân xa. Cha mang theo tất cả bầu trời với trong con ý nghĩa cuộc đời. Con nguyện xin Chúa thứ tha bao trót phàm của đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước thiên đàng dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin phải lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài. Thank you.
đàn con bơ vơ khi nóc nhà bị trống bay đi. Xa phong cương thường cùng đau ly, cha để đàn con tự lo. Vây quanh cha cháu lũ con đàn, dâng câu ca tiếng kinh một lòng. Khấn cầu Thiên Chúa thứ tha yêu hèn phần người của cha. Con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúng vinh nước thiên đàng dù phần hèn cha con nào đáng. Tuy cha con đứng con tin phơi lương hay hà, Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên ngài. Môn trời đầy mây đen kéo đến phụ che khuất thái sơn, đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi. Con trông theo cánh bướm linh hồn, cha bay qua đớn đau phần người, trở về bên Chúa trải qua chuỗi hành trình cuộc đời cha. Con này xin Thiên Chúa thiên đàng dù phần hèn cha con nào đáng. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin phơi lương hay hà, Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên ngài. Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Thank you.
Chúng con đã xin Chúa đón nhìn các tôi Chúa đang sầu thương tâm. Này Chúa xin trở nên trong lương thâm và sức mạnh của chúng con. Để từ thành tôi tâm khổ đau đầy nước mắt này, chúng con được đưa lên nguồn ánh sáng và bình an. Chúng con nghe Chúa. Này Chúa con, Chúa chúng con đã chết để hủy diệt sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con đã xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với người để một ngày kia sau cuộc đời trong qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đâu Chúa sẽ lâu khô bỏ dòng về kết thúc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Qua những người con trong tờ thánh hiến
người cháu ở trái tim. Để tất cả xác tín rằng trong Chúa mọi sự sẽ được tồn tại và phát triển, bởi Chúa đã nuôi dưỡng chúng ta bằng chính máu thịt của tình yêu thương của người. Giờ đây chúng ta cùng ngân cố cử hành thánh lễ cuối cùng cho ông thông thần màu nhiệm tình thương thánh lễ Chúa, để qua đó ông được Chúa đón nhận và được gọi chúng ta như Chúa từng tuyên bố: ai tin phú hóa tôi thì có sự sống đời. Mỗi người chúng ta thì hành tâm sáng hối Chúa đã đứng từ đời, chúng ta cũng được truyền thông với thánh lễ Chúa trong thánh lễ này và trải dài trong suốt đời sống chúng ta, đưa đến gọi phúc vinh hạnh. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra ngoài xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải gánh cái tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Giêsu nói đám đông dân chúng: Tôi là bánh hằng sống từ đời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Những người do thái tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Vậy Chúa Giêsu nói với họ: quả thật tôi nói cho các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi thiên này. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau đến. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha là đấng thật sống đã sai tôi và tôi sống nhờ ta, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Tôi đã bán mọi đồ xuống, không phải như bán tổ tiên các con đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống nhờ đời. Đó là lời Chúa. Chúa luôn cứu độ người con tin.
có những lúc cũng phải trải qua thử thách đau thương trong nỗi sợ gia đình. Như trường hợp ông cố đây đường cho sở cao nhiên, tôi xin lỗi hơn hai đời vợ. Như vậy là cũng có những lúc tình yêu như bị chia cắt bởi cái chết của người bạn đời của mình. Khi rồi trong niềm tin vào tình thương trong ơn cứu độ Chúa, ông phải tiếp tục sống và tiếp nối cuộc sống. Đến rồi lại gặp được bà cố Maria Đông Phương, và cả hai đời đã sinh lên cho xã hội và giáo hội 6 người con trai, 2 người con gái. Và điều rất tình cờ đó là các con trai tiếp tục sống ở đời để đóng góp cho xã hội và cho giáo hội, như có một anh là chủ tịch hiện thời của hội đồng giáo xứ ở đây. Và 2 người con gái thì một người lấy chồng để tiến thân cho Chúa trong dòng đệ tử Bác Ái Nam Linh Sơn để phục vụ những người nghèo theo con đường yêu thương của Chúa. Một người khác lấy chồng để dâng lên cho Chúa trong dòng yên tâm để noi gương mẹ, đem tình yêu trong trắng ngọc ngà của mình chia sẻ nâng đỡ những phần đầu đau thương trong cuộc sống để cùng với Giêsu tiếp nối con đường yêu thương. Và thêm 2 người cháu cũng thấy gương lành của các cô của mình, cho nên là tiếp tục đi tu trong đạo kiến tâm ấy là thương kể. Em của ông phố còn là người tu gặp chúng ta. Cái điều này chúng ta nêu lên không phải để chuyển chương ra một gì về những con trạng thành tích của con người, nhưng để cho thấy lòng từ bi thương xót của Chúa dạng dạng bao la và ơn cứu độ của Chúa luôn đón đầy cho những ai đón nhận sống cho Chúa. Một cuộc đời đón nhận sống cho Chúa đang dần những yếu tố trần gian trên cuộc sống này mà Thánh Phaolô của chúng ta là cái tòa nhà ở riêng thế, và cái tòa nhà được đang dần xây dựng bằng những chất liệu trần thế như được nuôi dưỡng tu luyện tô thắm bằng những năng động của men yêu thương của Đức Trời, nên nó sẽ tồn tại cho đến cuộc sống vĩnh cửu. Ngôi nhà này nó thay đổi đi thì chúng ta có một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, nhưng đâu là bản chứng để mình có thể có được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Thì lời đầu nguyện, lời nguyện đầu lễ thắng chúng ta là Chúa dùng hầu nhiệm tham gia để củng cố và hầu nhiệm phục sinh để ghi dấu chúng ta đời chúng ta. Và đó là điều mà Quy Sư và Quyết của chúng ta trong bài tin mừng về bánh sự sống. Chúng ta biết bốn cảnh của tín đồ này trong biến cố Giêsu là nếm thả báo đáp ra nhiều, sau đó ngài dùng một diễn từ để giải thích về hành vi và sự việc mình làm để mời gọi người tín hữu Do Thái lúc bấy giờ, thính giả Do Thái lúc bấy giờ, cũng như chúng ta ngày nay kiến tạo để xây dựng cuộc sống này nơi đâu, đặt để xây dựng cuộc sống này trên tình thương cứu độ của Chúa. Thánh thể bánh đây chính là tượng trưng cho máu thịt mà Đức Giêsu đổ ra trên bàn thờ thập giá và tiếp tục đổ ra trong thánh lễ mỗi ngày để trở thành ơn cứu độ, trở thành lòng nhân hậu của Chúa cho chúng ta
Chú biết phần người yếu đuối có lúc sẽ không tự mình và chắc chắn không thể nào tự mình mà hoàn thành cái sứ mệnh cuộc đời nếu không được trợ lực bởi ơn thần linh, ơn thánh thần và thân thể của chú. Cho nên chú mới thiết lập để rồi ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người đó. Khi chúng ta được Chúa yêu thương ở lại và mọi người chúng ta ở lại trong Chúa, thì chắc chắn dù ở đời này hay dù đi khỏi đời tạm này, thì chúng ta vẫn luôn ở lại trong Chúa. Và rồi mỗi người chúng ta từ người thân thuộc của cố an tâm cho nên quen biết sâu nhiệm. Nếu chúng ta cùng ở lại trong Đức Kitô hầu nhiệm thánh thể trong tình yêu thọ giá phục sinh, thì chắc chắn dù ông cố có lìa xa chúng ta cũng không có khó khăn, bởi vì cuộc sống đang được biến đổi, cố bị biến đổi để hiện thông đối bản sáng thần linh huyền diệu mà Chúa ước mơ cho mỗi một con người. Và chúng ta trong Chúa chúng ta được hiện thông với nhau trong cuộc sống, trong mối tương quan nhiệm màu mà truyền thống đạo hiếu của dân Việt Nam chúng ta nêu lên bày tỏ trong chiến xa mỗi dịp Tết đến xuân về. Gia đình rước ông bà về chúc mừng Tết với con cháu. Mỗi dịp Tết đến xuân về, dù ở đâu về những quy tụ về của gia đình để mừng xuân của Tết. Cho nên là người đi tu những Tết được về mà biết được là về trước Tết để hướng niệm là Tết thì thật hạnh phúc biết bao. Nên rất nhiều người nam bước con mọi điều đó và điều trị vũ trang đã hy sinh ở lại Tết để cho em trong gia đình cộng đồng của mình được về vui hưởng Tết với gia đình. Nói lên cái tinh thần đồng cảm yêu thương gắn bó với mối liên hệ quyền nhiên của con người đang sống với người bản vô. Niềm tin dân gian đó được củng cố nơi chính bầu nhiệm thân thể, bầu nhiệm tử đạo của sinh. Và trong ngôn ngữ Long Dương còn gọi là mùa xuân ơn cứu đời. Cho nên, kính thưa họ, quý tổ hôm nay ở đây kiểm đưa học của An Tâu, quý cầu xin Chúa ban ơn nước trời cho người tín hữu một đời vun trọn trách nhiệm sống đời trên kim. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy Chúa, chúng con vinh lên vui vinh lời ca tụng này của các tôn dân Chúa là ông cô an tôn. Chúng con cảm ơn ngài xin Chúa ban ơn nhờ nghĩ về giáo hòa thánh kim này tôi lên Chúa đang được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thân mà đủ mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con là tin Chúa, được ơn thân thần Chúa, thân hoa đức Chúa về đời. Để trở nên cho chúng con niềm và bảo vinh Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi nhờ người đó đền chiếu của em người làm lấy con ta ơn đề ra và ra cho ra con để mà nói tất cả các con này dần đây mà ăn thì ngài là mình thầy sẽ đi đó vì là con. Thank you.
an thân, mà hôm nay chúng ta gọi đến cõi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con, Chúa thì cũng được sống lại như thường. Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con nghe để cho điều gì đó sống lại. Và mọi người, đặc biệt các con tôi biết ông bà cha mẹ và tâm lòng quý mộng chúng con đã lấy chọn cho tình thương của Chúa, xin nhân thầy yêu và mong ăn sáng trong nhanh Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương chiều sâu đời đời của Đức Trinh Nữ Maria Thầy Thiên Chúa. Thân yêu xe bà cha năm Đức Trinh Nữ, các thân công đồ mà còn về các thân, đã sống đẹp đầu Chúa mọi thời đại đồng với các mà Chúa được nghe đời và tôn vinh Chúa. Nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Người tín đồ này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu Chúa. Lạy các thiên thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn này. Xin đón tiếp và dẫn linh hồn này đến trước tôn nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Cha đấng nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn an con chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người anh em này là ông cô an con sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau này, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ơn huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi Cha là ông cô an tôn khi còn sống trong cuộc đời trong ba này, khi chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin Ngươi so lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ cùng với những người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn an tôn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng càng tu chiều soi cho linh hồn an tu. Kính thưa Cha tổng đại diện Gioan Kim, Cha phó bề trên dòng Đức Mẹ cứu chuộc Thủ Đức, Cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã xác tín, đau khổ là một sứ điệp vô cùng lớn lao của Kitô giáo. Chồng, ba của chúng con đã cảm nghiệm được sự đau khổ của Chúa Giêsu qua cơn bạo bệnh. Xin cho chồng, ba của chúng con qua đó được sự thông phần ơn cứu độ với Ngài. Cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương chồng, ba của chúng con suốt 86 năm. Làm người làm con của Chúa. Nay Chúa đã gọi về với Chúa. Giờ đây con xin được thay mặt linh tông huyết tộc trân trọng cảm ơn Cha tổng đại diện Gioan Kim, Cha phó bề trên dòng Đức Mẹ cứu chuộc Thủ Đức, các cha hạt trưởng, Cha giáo xứ Bình Lợi, Cha xứ giáo xứ Bình Lợi Sài Gòn, Cha xứ giáo xứ Thanh Hải, Cha xứ giáo xứ Bắc Thành, Cha xứ giáo xứ Phước Hòa, Cha sĩ FVD Nha Trang, các cha đồng tế đã đến an ủi và trao mình Thánh Chúa, trao ban các ơn phép và hiệp dân thánh lễ an thánh cuối cùng cho ba con cách xuất sắc và trang trọng. Tại gia chúng con cũng xin trân trọng cảm ơn các sơ tu hội nữ tử bác ái Vinh Sơn, các sơ hội dòng Chí Tâm Đức Mẹ Nha Trang, các sơ dòng Đức Bà Maria Ode Sài Gòn, các đoàn thể và các giáo họ trong giáo xứ, các gia đình thông gia, quý bà con cô bác họ hàng nội ngoại, anh chị gần xa, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân quen trong và ngoài giáo xứ đã đến chia buồn vốn níu cũng như dành thời gian tham dự thánh lễ an táng cho người thân của chúng con. Chắc chắn sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn là niềm an ủi rất lớn lao đối với gia đình chúng con. Thưa cộng đoàn, trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con kính mong cộng đoàn tha thứ để linh hồn và con được sớm được Thiên Chúa là Cha nhân lành và vào lòng thương xót đón rước vào cõi thánh, hưởng phúc vinh muôn đời. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi những vấn đề sơ suất, gia đình chúng con mong được sự thông cảm và lượng thứ. Gia ta chúng con xin cúi đầu bái tạ.
thương. Ngày cha ra đi, đàn con thương tiếc bên cha ngậm ngùi. Tìm về nơi an vui bên Thiên Chúa cha hạnh phúc rồi. Còn đàn con bơ vơ nơi dương thế, con nhớ cậy cha ơi. Cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ, để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên môi. Như đã từng bởi đất mà ra, nên giờ đây chúng ta gửi linh người thân của chúng ta cho Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hậu thánh hóa phần mô của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân sang bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này cho đến khi được Chúa cho xong lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh sáng bình viên trên trời. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Thank you.
Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là ông cố an toàn ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa cho lòng đất, để tôi tới Chúa trở về nơi đã phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta hãy trao gửi tôi tới Chúa cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là cố an tôn. Sau mỗi câu xin cộng đoàn đáp, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã không thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn an tôn được sống đời đời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn an tôn vào nương trời. Chúa đã cho linh hồn an tôn được ghi âm tin trong nước thanh tẩy, xin đoái thương cho linh hồn này được vào số ca thanh và những người Chúa chọn. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tới Chúa là an tôn trong tiệc thanh mình mau Chúa, xin đoái thương dẫn linh hồn này vào bàn tiên trong nương Chúa. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn an tôn được an ủi trong đương tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha đỡ chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi Chúa là an tôn đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi Chúa khi còn sống. Tôi Chúa đã có lòng ưu nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đấng đức tin chân thần đã liên kết tôi Chúa với cộng đoàn tín đồ, thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho tôi Chúa được xâm hợp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn an tôn được nghỉ muôn đời. Một niềm lấy cõi thiên tu một kiếm cười, một niềm tin một niềm hy vọng sẽ mở lối về con trường sinh, một niềm tin một niềm hy vọng dẫn ta đi về cõi thiên đường. Trên hiến vinh sang lang, Amen. Là đã thanh trái tim đến Chúa Giêsu. Amen.
chúng con. Ban cho tim cường căn tưởng tượng cho thân Đức Bà Maria. Hầu cho chúng con. Ngày ông Thánh Giuse là ban thân sát Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Hầu cho chúng con. Lạy các thân tử đạo Việt Nam. Hầu cho chúng con. Chúng con kể về dân Chúa nhân từ cho nên hồn ông cố an tôn được lên chỗ nghỉ ngơi. Chúng con kể về dân Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Một lần nữa xin thay mặt cha xứ cũng như giáo xứ xin chia buồn cùng gia đình về sự ra đi của An Phúc. Xin đại diện cho tăng gia xin chân thành cảm ơn cha phó, quý cha và toàn thể quý tu sĩ nam nữ đã hy sinh và thương yêu đưa linh cữu của người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng, nơi mà mình đã xuất phát, nay trở về với nơi mà mình đã xuất phát. Nghĩa tử là nghĩa tận, một lần nữa gia chúng con xin chân thành cảm ơn nguyện Chúa lòng lành ban xuống nhiều ơn lành cho quý cha và quý sư và tại cộng đoàn. Một lần nữa tăng gia chúng con đồng cảm tạ.
lòng Chúa từ nhân, xin mẹ dẫn lối dìu con đến với Chúa từng ngày, vững tâm tin cậy bên mẹ nhiệt thành hăng say.